Sau khi chán ngán với những màn đấu súng với lại những chế độ cá quá cầu kỳ ở Việt Nam thì mình đã qua đây và chơi map mắt đại bàng, một trong những cái map sniper có lẽ hay nhất. Tại sao mình lại nói là nó mắt đại bàng? Các bạn thấy không? Bố cục đều giống mắt đại bàng, nhưng mà chủ yếu là thay đổi một số cái chỗ thích hợp thôi, chỗ thích hợp với tập kích thôi. Đấy, nhìn nhìn map nó cực kỳ đẹp luôn, phía trên nhưng mà không leo lên được. Đó, mình cứ ốp cái lục cái sniper của mình đây. Nó chỉ đi được óc bò khựa. Ui vai đai thật, đang chửi nó óc bò mà bị nó khựa chơi mất. Thôi, nói chung là như vậy đấy, các bạn thấy không? Map nhìn giống một tàu sân bay vậy. Rất là đẹp. Ở đây chúng ta có cửa thoát hiểm. Thoát hiểm. Rồi đầu ra. Chúng ta phải đi được tới đây thôi nha, còn các bạn lao xuống đây xác định chết. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta chỉ ở bên nhà mình thôi chứ không đi qua nhà địch được. Đấy là một cái sự bất lợi trong cái map này. Mà mình thấy thế cũng hay, cho anh em nào thích móc mà không bao giờ móc được. Tăng vô đối mà tăng sao snip sao tăng. Đó, các bạn này tấm kính này các bạn đã có thể bắn xuyên nhé. Các bạn này. Ui. Đấy các bạn thấy không? Tấm kính bắn xuyên hết. Cái này nhiều khi mấy thằng cựu còn chưa biết đâu ấy. Mình vừa khám phá được ra thôi. Mình bật xuyên giáp lên. Vãi đái thật, nó cũng biết các bạn ạ. Thằng cu kia nó xài cây nhắm cầu vồng. Thông mình. Quá trâu. Đấy, lúc này có một cái giống như kiểu cầu gãy, chúng ta sẽ không qua được. Nhưng mà tương lai update chắc chắn là nó sẽ mở ra rồi. Ở phía trong này chúng ta sẽ không vào được luôn. Phía dưới này thì chắc chắn là không có thành niên nào xuống dưới này chơi đâu. Tại vì dưới này nguy hiểm lắm. Chạy à, chạy cái gì. Ôi, rất là nhiều chỗ để thủ. Tại vì map sniper nhưng chúng ta có rất là nhiều chỗ để thủ ở đây. Thầm du, đánh nhau. Đó, chúng mày lòi đầu ra. Ôi, chơi ngu lại ở chính giữa. Giống như chỗ là dung nha núi lửa các bạn ạ. Ở chính giữa thì nếu các bạn rớt vào đấy cũng chết luôn. Và đây là review chế độ thôi nha. Còn mà bắn thì không quan trọng. Tại vì sao các bạn đây không? Tại fake IP như này. Vậy chơi tập kích khựa nó cực kỳ lag luôn. Anh em nào chơi thử sẽ biết chứ đừng đấy mà phán bừa nhá. Ngon cầm bàn phím lên qua đây mà chiến đây nào. Link tải và đều video hướng dẫn mình để trên dưới rồi. Anh nhân ngu người là nhảy xuống giống mình. Ok. Nhảy như này cho nó phân tâm, không có bắt được vị trí của mình. À. Ôi không đổi xuống được. Ôi vãi. Các bạn là các bạn nào chơi mà tập kích khựa thì chỉ còn chọn cái mạng ngon ngon một tí nhá. Chứ mạng nhà mình chi đa lắm. Các bạn thấy không? Này không đổi xuống được vì nó chơi mất. Đấy, lại dính dao rồi. Các bạn để ý những cái chi tiết trong game này cực kỳ đẹp luôn. Giống như kiểu một con tàu chứa hàng hay tàu con thoi gì đấy, rất là đẹp. Phía trên. Không đổi vũ khí được. Kiểu như bất lực ấy. Chết đi, không làm cái gì. Anh em qua đây dịch thử gọi là xả stress. Stress. Đấy. Chết luôn đi, không làm cái gì. Chết luôn, 3 kim. Ui, nó thấy vị trí của mình rồi. Chết luôn, 4 kim. Nhưng mà bị thằng kia nó móc mặt nạ. Thanh niên đeo mặt nạ và chúng ta sẽ tập trung bắn một tí nào. 27 kim rồi. Đó, hai bên hai phe như tương đồng nhau hết. Thanh niên này cũng ngắm giúp vái, ngắm báu vật vừa mới ra đỡ bé hồi trước. Đó, ôi phát nai mình bắn hơi gà để phe nhiều ấy. Nói chung trải nghiệm thôi anh em ạ. Nếu mà chế độ này chắc chắn là vẫn còn lâu mới về Việt Nam được. Chế độ này hay thì bọn cửa chơi chán rồi, Việt Nam vẫn chưa có chơi. Đa mốt kim. Đó. Chắc là thua chắc chắn là thua. Không biết nào ở đâu cơ.
ngắm rồi nha. Mình chơi hơi gà, các bạn thông cảm nhé. Đi đi. Báo thù. Nè nè, không nó quất cả hai thằng một lần nữa. Đó. Nhìn vào là các bạn đã biết đây là mắt đại bàng rồi. Mắt đại bàng trong CF. Ui, một phát không chết. Hay như thằng nhỏ. Nhưng mà nó chơi mình một phát chết luôn. Thế mới đắng chứ. Win rồi, bên địch win rồi. 6/11, quá nhỏ. Nói chung đây là một video trải nghiệm nhỏ nhỏ thôi. Anh em muốn tải và link tải video hướng dẫn đăng ký nick đều có ở phim bên dưới phần mô tả video này. Các bạn thấy hay đừng quên like, share cũng như subscribe channel mình nhé. Mình thấy cái này cũng khá là vui, mà mình vẫn chưa quen với lại lag quá. Một số thím này bảo là đổ thừa cho mạng thôi chứ. Chắc chắn là do mạng rồi. Các bạn thông tin thì hay mình vào đây speed test xem là ping nó bao nhiêu nhá. Mình sử dụng phần mềm speed test. Các bạn lên CS Play, Apple Store, PC có hết. Nó còn, chưa còn kết nối được với máy chủ nữa. Rồi, chúng ta chọn begin test. Ping là 42, tốc độ mạng. Và đây là tốc độ khi pack IP nhá. Đó, nó tụt xuống tới đáy địa ngục luôn. Khi được khi không. Rồi, mình đợi một tí mình tắt IP đi, fake IP đi, sẽ kết nối lại cho bạn xem. Fake IP này mặc dù nó chậm nhưng mà vẫn hơn là không fake. Không kết nối được, update được miếng nào luôn. Các bạn thấy này nó không ổn định không? Nó wifi được căng dead. Ok, bây giờ mình sẽ ngưng phát fake IP. Offline rồi. Mình sẽ vào phần mềm speed test lại. Đợi mình một tí nào. Nó kết nối lại server đã. Ok nào, chúng ta sẽ test. Và các bạn thấy là thông số nó thay đổi cực kỳ lớn luôn. Ping chỉ có 8 nhá. Đây là không fake. Mạng lên tới 12 Mbps trên giây. Hồi nãy là 0.8. Fake IP mặc dù nó lag nhưng mà vẫn tốt hơn là không fake. Cho nên mình khuyên các bạn là cứ fake IP mà chơi đi. Chơi nó tốt hơn là fake không fake. Nhưng mà được cái là nó không ổn định. Ta thấy mấy ưu điểm của nó chứ. Bọn nó là kinh khủng chưa. Và chúng ta sẽ vào đây để xem lại kết quả này. Hồi nãy nó nằm đâu nhỉ. Hồi nãy nó chưa tới. Mình chưa ấy, mình thoát rồi. Thì ok, các bạn đã thấy rồi đấy. Xin chào.